Rồi, lần đầu tiên xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê câu cá từ miền Nam miền Bắc. Hôm nay em sẽ lên tiếp tục cho anh em vẫn là chín con máy. Chín con máy này xây toàn là xây nhỏ thôi, xây cho anh em câu tôm, câu mè, câu lăng xê. Anh em mà tập lua có thể chơi những dòng máy như thế này. Thứ nhất là nó ghẻ, với một thứ hai nó vẫn hoạt động trơn tru, êm mượt. Rồi, để em vô máy cụ thể từng máy cho anh em xem. Rồi, cảm ơn anh em. Rồi, đem vô con thứ nhất cho mọi người. Con thứ nhất là một con Daiwa đuôi chuột GS600GB chạy bằng bát pirin. Máy tương đương với xây là xây cỡ tầm 1.000. Đây, máy rất là nhỏ. Đây, máy hoạt động quay không kêu nha mọi người. Hoạt động trơn tru. Máy này chuyên cho anh em câu tôm. Đó, câu tôm câu ok. Anh em có thể cầm đi lô cũng được. Hoạt động trơn tru nha. Đó, máy quay không kêu. Bên sống nha mọi người. Xả bên chuột. Để em soi kỹ cho mọi người xem. Đó, ngoại hình tầm khoảng 80-95%, 80-90%. Nó vì là máy bãi nên đánh giá tầm vậy thôi. Đó, hàng của Nhật. Mua bên sống. Và cộng trang châu. Rồi, giá công khai luôn 280k nha. Máy số 1 280k. Nó hoạt động trơn tru. Rồi, tiếp theo là con máy số 2. Đó. Đây, con máy này máy số 2. Máy này là con Daiwa hay Spinter để ABS. Đó. Đây, mô bin là mô bin số. Những máy này làm test con lăn cho mọi người hết nha. Lăn quẳng lăn. Hoạt động trơn tru. Đó. Đó, máy sử dụng ABS hoạt động trơn tru. Không lỗi. Mô bin là mô bin sống. Đó. Lấy cước ok nè. Đó. Đây, hàng là hàng của Thái Lan nha mọi người. Hàng đã qua Thái Lan xuất nhập. Đó. Hoạt động trơn tru đây. Rồi, giá công khai con này luôn. Giá công khai con này là 320k nha mọi người. Lấy cước ok nha. Được động trơn tru, không lỗi. Máy thì anh em có thể kiểm tra hàng trước hay thanh toán. Nếu không như clip test, ngoại hình không như clip này á, anh em có thể trả lại cho em. Đó. Máy số 2 320k. Rồi. Tiếp theo là máy số 3. Này. Một con máy số 3, một con máy Sinox, hàng nội địa Nhật. Đây, ngoại hình xuất sắc và thời gian nha. Đây. Con này chạy bằng 3 bát pirin. Đây, ba mặt đạn á, nói thẳng ra ba mặt đạn luôn. Xây con này xây tầm 1.500-2.000. Đây, sau số cước cho mọi người xem, số 1.5 như được 130 m, cước 2 100 m, xây chuẩn 2.000. 1.500-2.000. Đó. Vì nó là nồi có nông lên, máy quay không kêu nha mọi người. Đó. Hoạt động trơn tru. Mũi bên là mũi bên sống. Đây, máy này là cái con gạt qua bên đây nó bị gãy rồi. Vẫn trả trái phải được bình thường. Đó. Nhưng mà con gọt gạt qua đây bị gãy rồi. Đây, phá này đây. Đây. Đó, máy sao thì nó vậy. Đó. Phá được. Đó. Máy sao em bảo vậy. Nó đây, ngoại hình nó đây. Hàng chuẩn nội địa Nhật nha. Rồi, bán giá con này luôn, bèo luôn. 230k. Anh em nào về câu lua, không thôi câu tôm cũng được. Hoạt động rất là ok. Máy số 3 230k. Rồi, tiếp theo là lên máy số 4 cho mọi người. Máy số 4 là một con Ryobi, xe tầm 3.500. Hai hàng gửi 3.000, cước 3 được 150 m, cước 2 được 200 m, xây chuẩn 3.000. Máy này là nội địa Nhật nha mọi người. Đó, mọi chức năng hoạt động ok hết. Ngoại hình tầm khoảng 80%, 85%. Đó, mô bin là mô bin sống.
Bluetooth ok. Con lăng này lăng nha mọi người. Em test hết con lăng nữa. Máy hoạt động trơn tru. Máy này một dòng Sinox, Sinox S. Đó, dòng Sinox thì anh em cũng biết rồi. Máy chạy battery. Hoạt động trơn tru nha mọi người. Máy nào lỗi cái gì thì em báo lỗi cái đó. Anh em về có thể câu lua, câu tôm, câu cá mè cũng được. Máy này câu chê, câu cha cũng ok luôn. Mua bên sóng. Đấy cứ ok. Đó. Rồi, giá công khai máy này luôn. Máy này giá công khai với giá là 320k nha mọi người. 320k. Sinox. Hàng nội Nhật, hàng của UB. Rồi, máy số 4, 320k. Rồi. Tiếp theo là con máy số 5. À, một dòng máy mua bên số. Dòng Daiwa Gen. Xe con này xe tầm xe chuẩn 1.500. Đó, xe chuẩn 1.500, 2.000. Ngoại hình xuất sắc có thời gian nha. Ở bên là một bên sống, hàng này hàng của Thái Lan. Máy quay quay không kêu. Đó, hoạt động trơn tru. Anh em có thể lấy về đi câu cá chê, đi câu cha, câu cha, câu ISO. Lăng xe. Không thôi anh em tập lô cũng được. Tập lô cho máy này nó rẻ tiền. Cho nào anh em thích hợp với môn lô thì có thể lên máy đời cao hơn chút cũng được. Máy hoạt động trơn tru. Đó. Không lỗi nha. Mô bên số. Đây cứ ok. Rồi, giá công khai này luôn, giá công khai là 300k nha mọi người, 300k cộng ship nha. Tất cả bán máy ở đây đều cộng ship hết. Máy số 5 300k. Rồi, đây là máy số 6. Máy số 6 là một dòng máy bãi, máy kim loại. Máy này của Ryobi. Trong người ta đây, hàng nội địa Nhật. Nồi bóng nha mọi người, nồi rất là bóng. Đây, cái này là dính keo nha mọi người chứ không bị xước đâu. Keo nó đây. Đây, máy hoạt động đây. Máy này là dòng máy bãi nó kêu. Là tổng chân chu nha. Mô bin là mô bin 6. Hoạt động chân chu không cần gì phải bàn nữa. Đây quay ngược ok đây. Quay tới ok đây. Đó. Rồi lấy cực ok. Đây ngoại hình trên soi cho mọi người xem. Đây dính keo rõ ràng nha mọi người. Rồi giá công khai này luôn, giá công khai là 300k nha mọi người. Máy số 6 có giá là 300k. Rồi tiếp theo là một con máy số 7. Đây máy số 7 vẫn là một thương hiệu của Ryobi, hàng nội địa Nhật. Hàng này chạy là chạy 3 mặt đạn nha mọi người. Cấu tạo rất là độc ha, lạ. Cho thông số coi, xe này xe chuẩn là xe tầm 1.500-2.000. Đây, cước 1.5 được 130m, cước 2 được 100m. Máy chạy 3 mặt đạn, dòng tua là 5.2.1. Máy này là cái ABS này. Hoạt động trơn tru, không lỗi. Đó. Đó. Rồi, để em soi cho mọi người xem. Coi sẵn cận cảnh luôn. Ngoại hình khá là ok. Đấy cứ ok. Rồi, giá công khai này luôn cho mọi người. Giá công khai 350k nha. 350k cộng ship nha mọi người. 350k, máy số 7, giá 350k, máy hoạt động trơn tru.
Đây, đây máy số 8. Máy này mua pin là mua pin số. Cho tặng về đi theo máy luôn nha mọi người. Đây còn lăn thì lăn. Ngoại hình còn khá là ok, tầm khoảng 80-85%. Đây là con đai qua Gen 2000LB. Máy chạy 4 mặt đạn. Xe thật của nó là, để em xem, xe thật của nó là 3.500 nha. Đó, xe thật của nó là 3.000. Đây, cước 3 được 150m, cước 2 được 200m. Mua biển số, đi cước ok, tặng dây bia theo nồi. Hoạt động ok, máy quay không kêu. Đợt trước em bán con này full hộp hình như là 450 hay 500 gì đó. Máy con này đẹp hơn máy này. Đây, đó, hoạt động ok. Máy cước ok. Mua bên ok. Đây. Về lại cho mọi người xem, đó, rất là mượt. Rồi. Giá cả công khai luôn. Giá này công khai là 350k. Đó, 350.000 cộng ship cho mọi người. Đó, máy số 7 350.000 cộng ship. Giá thì giá bèo bọt, anh em nào chốt trước thì chốt trước. Đây, đặc biệt máy này là máy của Nhật. Đó. Máy số 7 350k, hàng của ngoại nội địa Nhật. Rồi, tiếp theo là một con máy cũng đẳng cấp. Hàng này lâu lâu mới gặp một máy. Đây, một con đây qua GX 7000G. Xây tương đương với là xây 2500. Máy kêu hoạt động ok. Dòng này dòng máy bãi nha mọi người, máy cước ok nè, đó. Bên cộng ok. Ngay ngược ok. Về tới ok. Máy này hỗ trợ là hỗ trợ cốt trợ lực. Đó. Vị mới ác, vị mới độc. Anh em nào có thể đi câu tôm, câu chim, câu cá chê, mấy con này câu rất là khỏe nha. Dòng máy bãi này rất là khỏe. Đây ngoại hình nồi đem soi cho mọi người xem. Khá là ok nha. Đó. Mô bin là mô bin sống đưa chuột. Đó. Giá công khai luôn. Giá công khai 350k cộng ship. Đó. Ok, đó là tổng cộng 9 con máy em lên cho mọi người hôm nay. Mọi người có thể chốt máy ở dưới phần comment, không phải có thể liên hệ với em thẳng qua số điện thoại em để góc này. Rồi nha, chào anh em nha. Hàng thì anh em có thể kiểm tra hàng trước khi lên tống. Nếu hàng lỗi hoặc không giống như clip em quay thì anh em có thể gửi lại cho em. Rồi.